Do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, trên toàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa rất to và dông. Lượng mưa từ ngày 25 tháng 7 đến 13 giờ ngày 28 tháng 7 ở Cô Tô là 799mm, Móng Cái là 680mm, Hải Hà là 600mm, Cẩm Phả là 853mm, Hạ Long 662mm. Vùng biển Cô Tô, Quan Lạn, đảo Trần và khu vực Cẩm Phả, Vân Đồn có gió mạnh cấp 4, 5, giật cấp 6, 7. Đây là trận mưa lớn nhất từ hơn 40 năm nay đổ xuống Quảng Ninh. Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập lụt diện rộng, hàng loạt khu vực bị cô lập vì ngập sâu. Có nhiều khu vực ngập sâu từ 1,5 đến 2 mét, thậm chí lên tới hơn 10 mét ở đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn. Đến nay mưa đã tạm ngớt, nhưng theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ninh từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và có khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét và dông lốc. Đến thời điểm 12 giờ ngày 29 tháng 7, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt trên địa bàn tỉnh là khoảng trên 3.700 hộ. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài kèm theo đất đá sạt lở từ trên đồi xuống đã làm gãy đoạn đường ống nước phi 800 của nhà máy nước Diễn Vọng, khiến việc cung cấp nước cho trên 85.000 hộ khách hàng khu vực thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả bị gián đoạn. Sáng 29 tháng 7, trong buổi kiểm tra chỉ đạo khắc phục sự cố, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu đến ngày 5 tháng 8 phải khắc phục xong đường ống nước này.